Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 22, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Đáp, tâm không ngã mạn không thể nhìn ở hành động và lời nói mà biết được. Hành động và lời nói bên ngoài tỏ vẻ cung kính tôn trọng, gặp ai cũng lại cúi đầu thi lễ sát đất, lời nói tôn sinh tưng bốc, nhưng tâm họ vẫn mang đầy chất ngã mạn. Người không ngã mạn là người tự biết mình hơn ai hết. Nghĩa là nó có ba mạng, chứ không phải là một, nó có ba mạng. Cái mạng thứ nhất là coi mình hơn người khác, mình giỏi hơn người khác. Mạng thứ hai là xem mình bằng người ta, không thua ai hết, bằng người ta. Mạng thứ ba là coi mình kém hơn họ, thua họ. Mình coi mình tự ti mặc cảm, mình coi mình không bằng ai hết, thua họ, mình tự ti mình buồn rầu. Thì đó là cũng là cái ngã mạng, chứ không phải là mạng. Cho nên ở đây nó có ba mạng, chứ không phải là một mạng. Hơn, bằng và kém, đó là ba cái mạng. Cho nên cái người mà không ngã mạng là người đó tự biết mình, chứ không ai biết ở trong cái tự tánh kiêu căng của họ được. Họ khéo léo, họ che đậy cái tự tánh kiêu căng họ cũng rất dễ. Còn cái người thô lỗ thì chúng ta dễ biết lắm. Còn cái người họ làm bộ hoài thì họ làm như là mình là người diệt ngã, không có còn cái kiêu căng ngã mạng nữa. Cho nên họ làm cái vẻ họ đụng đâu họ cũng quỳ lại, nhưng mà cái bản chất của họ rất là lớn. Cái ngã mạng họ rất là to. Hỏi thưa thầy, người ngồi thiền mà cứ gục lên gục xuống có những tai hại gì? Vậy đó có phải đã vì quân tập suy chấp sâu dài không? Để không rơi vào trạng thái đó và muốn phá suy chấp đó thì chúng con phải tu như thế nào? Đây có phải là kiến kiết sử hay là tùy miên không? Thưa thầy, nếu kéo dài mãi có phải là kiến tùy miên không? Xin thầy cho chúng con một liều thuốc nặng mới trị dứt cơn bệnh này. Tại sao ở đây, tại sao thời xa xưa mà có những danh từ triền cái, kiết sử, tùy miên hay quá vậy? Nó còn nữa hay không? Tương tự như vậy nữa không? Nghĩa là Hải Tâm nói thì qua cái sự hiểu biết cái danh từ mà triền cái, kiết sử, tùy miên mà Phật dùng ở trong kinh điển, nó xét qua cái tâm lý, cái tâm của mình á, thì nó thấy cái danh từ đó chỉ rất là cụ thể rõ ràng, cho nên nó quá hay tuyệt. Mà nó không còn biết có những cái danh từ nào mà nó tương tự mà nó hay như vậy nữa không? Ý nó muốn hỏi thầy như vậy đó. Thì bây giờ thầy trả lời những cái câu hỏi trước của nó. Đáp, người tọa thiền mà cứ gục lên gục xuống đó là rơi vào trạng thái của xúc tưởng hỷ lạc. Tu hành như vậy chẳng tu đến đâu cũng như không có hại gì. Nghĩa là tuy rằng tu như vậy không đến đâu nhưng mà cũng không có hại gì. Ở đây thì như các con cũng biết là thầy Như Hải, ông ngồi thiền thì ông cứ gục lên gục xuống mà ông an ổn lắm. Coi như là cái trạng thái tâm ổng rất an ổn, mà thân ổng thì cứ gục lên gục xuống. Lâu lâu vậy ổng gục xuống sát cũng nhiều, rồi lâu lâu ổng kéo lên vậy. Đó là suốt cái thời gian ổng tu ở đây thì ổng bị rơi vào cái điều kiện đó, mà thầy phá hết sức mà phá không được. Bởi vì nó rất an, nó cái trạng thái mà gục lên gục xuống nó rất an. Cho nên vì vậy đó mà người ta thích nó, vô được cái trạng thái mà gục lên gục xuống đó là coi như là vào niết bàn của họ rồi đó. Cho nên họ thích để mà rơi vào trong đó. Tu như vậy là tu vô ích, mất công phu, uổng cái công tu tập của mình, mà còn mang thêm cái bệnh nghiện, coi như là nghiện ngồi thiền đó, ngồi thiền để mà gục chơi đó cho nó thoải mái, cho nó dễ chịu, cho nó an lạc đó, thì đó là mang cái bệnh nghiện, cũng như mà người nghiện thuốc phiện vậy. Đây là một trạng thái suy chấp nhiều đời, chứ không phải trong một đời này, cái đó là cái trạng thái suy chấp. Nếu đời nay không dứt bỏ thì trí tuệ luôn luôn bị vô minh tà kiến xâm chiếm, đời đời không hiểu và không tin được chánh pháp. Nghĩa là luôn luôn lúc nào họ nghe những cái gì mà tà kiến là họ chấp nhận liền, mà chánh pháp đến với họ thì họ không tin. Cái người mà bị si ám như vậy, si chấp như vậy, đây là gọi là si chấp. Cái tâm si của họ nó chấp đắm trên những cái tà kiến, nó khó mà cái chánh kiến mà khai mở cho họ được. Cho nên những người đó mình sửa gì cũng không được, nó bị cái trạng thái đó rồi. Nếu mà các con để kéo dài cái trạng thái mà gục lên gục xuống như vậy đó là cái trạng thái si chấp. Mà cái trạng thái suy chấp đó bây giờ nói gì các con cũng không bỏ nó được, thì tức là các con đã thành bệnh rồi. Cho nên đối với thầy Như Hải, thầy cố gắng hết sức để cứu ông ra đó, mà cũng không làm cách gì mà cho ông ra được. Cho nên ông thích ở trong cảnh giới đó. Có nghĩa là ông nói rằng mình chết thì mình cũng trở thành
một cái người mà cũng lên cũng xuống như vậy là ngon nhất rồi chứ không còn gì nữa. Để không rơi vào cái trạng thái đó thì hành giả đừng dùng cái pháp tu ức chế nữa, ức chế tâm nữa, nghĩa là đừng có rơi vào cái pháp mà mình tu ức chế tâm, mà hãy dùng pháp xả tâm, nghĩa là bây giờ đó mình dùng cái pháp xả tâm hơn là mình dùng cái pháp ức chế tâm. Vì bị cái pháp ức chế tâm mà mình đi vào cái trạng thái mà gật lên gật xuống đó. Muốn phá si chấp á, khi tọa thiền á, thì phải hướng tâm, thân phải định trên tâm vững vàng, không được gục lên gục xuống. Đó là cái pháp hướng để nhắc. Đây không phải là kiến sử. Bởi vì hãy tâm hỏi thầy, cái này là cái danh từ của thầy, thầy đã biết nó là cái si chấp, chứ không phải là kiến sử hay hoặc là tùy miên. Đây không phải là kiến kiết sử hay là tùy miên, mà là si tùy miên. Cái đó là gọi là si tùy miên. Cái si chấp này là si tùy miên. Cho nên khi mình vào trong đó rồi, nó gục lên gục xuống, nó tùy miên, là nó liên tục, nó kéo dài 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 cái trạng thái đó. Cứ mình kéo lên kéo xuống, gục lên gục xuống nhiều hoài mà thấy nó thích thú vô cùng là do đó mình cứ ngồi để mà mình đi trong cái vào cái trạng thái si mê đó, gọi là trạng thái si tùy miên. Có những cái danh từ để dùng để chỉ cho chúng ta thấy rõ cái trạng thái đó rất rõ trong kinh điển của Phật. Nếu kéo dài mãi, trạng thái này sẽ rơi vào vô ký tùy miên. Vô ký tùy miên tức là nó kéo dài, mình rơi trong cái mất cái biết mình luôn, mình ở trong cái tùy miên mà phải trong cái vô ký luôn. Cho nên ở trong cái trạng thái này nó sẽ rơi vào thì mình mất tiêu luôn, mà nó tùy miên tức là nó kéo dài, cái trạng thái vô ký đó mất tiêu luôn ở trong đó. Nếu muốn dùng liều thuốc nặng để trị bệnh này thì nên xả bỏ lại thiền này, chỉ còn tu tập định chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu để diệt ngã sở tâm ly dục ly ác pháp mà thôi. Nghĩa là muốn dùng cái liều thuốc mà mạnh để trị nó thì chúng ta bỏ ngay cái pháp này đi, chứ không phải là còn ngồi tọa thiền nữa, mà chỉ còn cái tu tập chánh niệm tỉnh giác, còn có đi kinh thành thôi, chứ còn tu định vô lậu thôi, chứ còn cái định mà ngồi tọa thiền nữa thì không ngồi, dẹp sạch cái tọa thiền. Thì đó là liều thuốc nặng để mà trị cái người bị bệnh này. Còn mà trị mà cái liều thuốc nhẹ nhẹ đó thì họ ngồi nhưng mà hướng tâm để vẫn giữ cho cái thân của mình cho nó vững, lần lần nó vững trở lại thì nó cũng giữ vững trở lại được. Vì cái thời gian nó còn ngắn, còn cái thời gian dài thì khó trị lắm. Nếu mà thời gian người này ngồi 7-8 tiếng đồng hồ thì khó trị rồi. Còn cái thời gian mà chúng ta chừng 30 phút 1 giờ thì chúng ta trị cái thân nó vững trở lại được, hướng tâm nó vững lại được. Trong Phật pháp rất có nhiều từ chỉ cho tâm trạng, chỉ cho tâm lý, trạng thái con người, xúc tích không kém gì những từ tùy miên kiết sử. Nghĩa là trong cái kinh điển của Phật á, thì nó có nhiều cái danh từ để chỉ cái tâm lý có con người của chúng ta, cái tâm lý và cái trạng thái của con người, nó có những cái danh từ rất là xúc tích, làm chúng ta suy ngẫm thấy cái từ nó rất là chính xác, nó cũng như là những cái danh từ mà tùy miên kiết sử. Nhưng mà tại vì mình không phải là cái nhà mà tâm lý học, cho nên mình ở đây chưa có đem ra một số từ để mà chỉ, nhưng ở đây mình chỉ cho một số danh từ để chỉ cho cái trạng thái tu hành của mình nó bị rơi vào ở trong đó mà thôi. Đây còn một cái câu hỏi kế tiếp nữa. Thưa thầy, sao ở ngoài đời các thầy cô giáo dạy học trò đều mong sau này học trò của mình sẽ trở nên người hữu dụng, thành tài để giúp đỡ gia đình, xã hội và đất nước. Các bậc cha mẹ cũng vậy, nuôi con ăn học, mong ước chỉ có bấy nhiêu. Họ rất vui mừng, phấn khởi khi biết con mình đỗ đạt thành công, được chức vị cao để phụng sự gia đình và cho đất nước thêm giàu mạnh. Có những gia đình nông dân tầm thường mà người con chuyên cần ăn học cũng trở nên bác sĩ, kỹ sư, nên họ nói con hơn cha là nhà có phúc. Thế sao trong đạo lại có vị tu sĩ dạy đệ tử học đạo, đến khi người đệ tử đó thành đạo chứng đắc, làm chủ được sinh tử luân hồi, giải thoát kiếp con người, không còn khổ đau nữa, thì vị thầy đó không được hoan hỷ vui mừng như người thế gian, mà còn có những lời không hay đến người đệ tử của mình. Như vậy nếu người đời đem so sánh, làm sao họ nương vào đạo pháp nữa? Cuối xin thầy giải thích cho chúng con hiểu rõ. Đáp: vấn đề tôn giáo rất là quan trọng.
khi tâm chưa xả, chưa ly ác pháp, thì trên thế gian này đã để lại những cái cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu mà con người hồi tưởng lại thật là kinh hoàng. Nghĩa là nói về chiến tranh mà tôn giáo thì chúng ta phải nói rằng rất là kinh khủng lắm chứ không phải vậy. Ngài Cách To Chu Dê ở thế kỷ thứ 18 đã xảy ra tại thành phố Paris một đêm chiến tranh tôn giáo đẫm máu Tin Lành, và đã giết tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ có một đêm, mà sáng hôm sau đường phố vắng hoe, không có một người đi. Tin Lành và Thiên Chúa Giáo chỉ thờ Đức Chúa Trời mà thôi. Hai cái tôn giáo này nó chỉ thờ có Đức Chúa Trời à, nó không xa lạ gì hết. Trong lịch sử Phật giáo cũng có nhiều sự tranh chấp. Bồ Đề Đạt Ma bị đầu độc mà chết, Huệ Khả bị giết, Lục Tổ Huệ Năng bị hành thích, Tổ sư Minh Đăng Quang bị bắt cóc mất tích, Đạo Nằm bị giết tại chùa, vân vân. Về sự tranh chấp tư tưởng, ý thức hệ về tôn giáo thì đạo đức con người không còn chỗ đất đứng. Đó là cái vấn đề tôn giáo nó quan trọng lắm, vì nó có, đó là cái ý thức hệ của nó. Cũng như Đại Thừa với Tiểu Thừa mà nó xảy ra những cái điều mà bất đồng, nó cũng đưa đi đến những cái không hay của một cái Phật giáo chứ không hay không. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề thuộc về ý thức hệ rồi. Cho nên nói là tình nghĩa thầy trò thì nó là cái tình nghĩa của một cái đạo đức rồi. Nhưng mà về cái ý thức hệ nó có khác nhau thì nó phải có một cái sự giữ gìn cái ý thức hệ của mình. Cho nên nó có sự mà phải như vậy thôi, chứ không có nên mà đem cái đạo đức vô chỗ này mà mình đứng ở trên cái nền, lấy cái đạo đức mà đứng ở trên cái chỗ mà cái tôn giáo, cái ý thức hệ của tôn giáo mà mình nói đạo đức ở trên chỗ này được. Cho nên rất khó, không có thể nào mà nói được hết. Đó là cái lời khuyên và chỉ dẫn ra một cái số lịch sử của tôn giáo về cái ý thức hệ của tôn giáo, tư tưởng ý thức hệ của tôn giáo. Nó khó như vậy chứ không phải dễ đâu. Đến đây thì coi như là thầy đã trả lời hết cho Hải Tâm. Và về cái phần mà Chân Huệ hỏi thầy thì nó có những cái bài học rất thực, là gì hôm kia chúng ta học thì hôm qua thì Chân Huệ hỏi thầy, nhưng mà thầy vì rất bận buổi sáng thì thầy mất đi họp ở ngoài huyện để đóng góp một vài ý kiến, rồi về thì mất thọ thực, rồi khi mà thọ thực xong thì lại tiếp quý thầy một chút nữa, cho nên cái thời gian không có. Do đó thầy chỉ trả lời có một câu hỏi đầu mà thôi. Chân Huệ hỏi thầy, kính bạch thầy, để thọ trên thọ, để quán thọ trên thọ, khi ta không có cảm giác gì thì có nên quán không? Nếu quán thì có phải là đọc từ đầu những câu Phật đã dạy không? Nghĩa là đọc luôn từ đầu. Khi cảm giác lạc thọ, tệ tri cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tệ tri cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vân vân. Đó là ở trong cái bài kinh đó, thì nó dạy như vậy đó. Thì hỏi thầy, như vậy là khi mà chúng ta không có cái cảm thọ nào hết thì chúng ta có nên tu nó không? Mà khi mà tu á thì chúng ta phải quán từ đầu chí cuối, hay là tu bắt cái chỗ nào tu ngay cái chỗ nào mà quán cái thọ? Cách thức của Chân Huệ hỏi thầy như vậy đó. Khi ta không có cảm giác nơi thân thọ tâm pháp, tức là bây giờ cái cảm giác mà nơi thân thọ tâm pháp của chúng ta, bốn cái chỗ tứ niệm xứ này, nó không có cái cảm giác của ba thọ. Ba thọ là thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất thọ khổ đó. Nó có cái mà không lạc, không khổ nữa. Nó ba cái thọ đó. Thì ta không nên quán, không nên quán thọ làm gì? Khi nào cái trường hợp bây giờ ở trên cái bốn cái tụ xứ này, cái thân của chúng ta này, ngay cái chân này nó đau nhất nè, thì do đó chúng ta mới đặt cái thọ trên cái thân của chúng ta, cái thọ trên cái thân để mà thọ quán thọ. Chứ không phải thọ trên cái thọ này mà quán cái thân, mà thọ quán thọ, xem coi cái thọ cảm thọ này nó như thế nào. Nó là gọi là trên thọ quán thọ. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy khi mà ở trên cái thọ mà quán thọ, chứ không phải là ở trên cái thân của chúng ta quán thọ. Nhưng mà cái thân của chúng ta nó có xảy ra cái thọ. Các thầy hiểu không? Bây giờ cái thân của thầy bình thường nó không có nhức, không có đau gì hết, thì thầy không có đặt cái thọ trên đó mà thầy quán. Còn bây giờ nó đã đương đau, cái đầu thầy nhức, cái chân thầy nhức nè, thì nó đang thọ nè. Cho nên chúng ta mới lấy cái thọ, lấy cái pháp thọ đó, để mà quán cái thọ, để xem xét cái thọ ở trên cái thân này
nó như thế nào, nó diễn biến như thế nào, gọi là trên thọ quán thọ đó. Khi có cảm thọ nơi thân, khi có cảm thọ nơi thân thọ tâm pháp của ta, ngay cái thân thọ tâm pháp bốn cái chỗ của ta mà ta có cảm thọ thì ta nên quán, nên quán. Còn nó không có thì không nên nên quán, mà hãy tu tập cái khác đi. Chứ không, nó bây giờ nó không thọ mà quán cái gì đây? Nó không có cái thọ, mà bây giờ chúng ta đặt cái thọ là cái thọ chỗ nào? Khi phải có cái tướng thọ chứ. Bởi vì cái nhân tướng thọ nó phải có cái tướng nó rồi, rồi nó phải có cái hành thọ, chúng ta mới đặt cái thọ lên mà chúng ta quán chứ. Còn này nó không có hành, không có tướng thì chúng ta quán cái gì? Cho nên nó không có thì chúng ta không quán. Mà chúng ta quán là quán như thế nào? Bây giờ nó thọ lạc thì chúng ta phải quán thọ lạc, chứ không phải chúng ta đọc hết một cái bài thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Các con hiểu chưa? Cho nên chúng ta quán là bây giờ nó thọ lạc là chúng ta quán thọ lạc thôi, chứ chúng ta không quán thọ khổ. Bây giờ nó có khổ đâu mà quán. Nó đang ăn miếng ngon quá, nó thèm, nó muốn ăn nữa thì không được. Cái lạc này là cái nguy hiểm nhất, là cái thọ khổ còn không sợ, mà cái thọ lạc này nó rất sợ. Cho nên trong khi chúng ta đặt cái thọ lạc, chúng ta quán thọ trên cái thọ lạc này, để mà chúng ta xem xét tại sao nó sanh ra cái sở thích này. Nó ham ăn nè, nó còn muốn ăn nữa nè. Nó ăn cái bánh này rồi nó chưa có đã nè, nó còn muốn ăn nữa. Bây giờ ăn một viên siêu nước nè, trời ơi, nó còn thèm muốn cỡ có hai ba viên nữa nó ăn được nữa nè. Do đó chúng ta mới đặt cái thọ lạc này để mà chúng ta quán xét lại, coi cái thọ lạc này nó sanh cái tâm dục như vậy á, là do cái nguyên nhân nào, cái lý nào, trên cái đó nó diễn biến nào mà nó làm cho chúng ta thèm. À, nếu mà thân đang thọ khổ thì ta nên quán thọ trên thọ, tức là thọ khổ này từ đâu đến, rồi nó từ đâu nó diệt, thọ khổ này nó diễn biến như thế nào, lúc thì nhiều, lúc thì ít, lúc thì nó đau nhiều, lúc nó đau ít nữa, để chúng ta tìm tánh vô thường của nó. Mà nếu tìm ra được tánh vô thường á, thì chúng ta có sợ nó nữa không? À, mà chúng ta tìm rõ được như vậy là trên thọ quán thọ, do đó do cái tu tập như vậy là tu tập cái định gì các thầy biết không? Đó là cái định vô lậu đó. Cho nên khi mà trên thọ mà quán thọ thì mà xem xét những cái hành, cái cách thức nó diễn biến, cách thức nó từ đâu nó xảy ra, rồi nó đến, nó ít, nó nhiều, nó giảm, nó thiểu như thế nào đó, thì chúng ta đã thấu suốt được nó. Nó vô thường, nó mới lúc nó dày lúc khác, lúc thì nó đau nhiều, lúc thì đau ít, lúc nó không đau. Do đó những cái tánh vô thường nó như vậy. Mà khi chúng ta tìm ra được cái tánh vô thường, cái xuất phát của nó từ chỗ nào, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta đã phá vỡ nó được. Cho nên chúng ta tìm cái tánh vô thường và cái tánh không của nó, của chúng đó. Thì khi mà tìm được rồi thì chúng ta sẽ phá nó đi. Chúng ta sẽ không còn ở trong tâm chúng ta, chúng ta không sẽ sợ hãi cái tướng họ nó nữa. Và như vậy thì chúng ta là vô lậu. Chúng ta đạt được cái vô lậu, làm cho tâm chúng ta trở về thanh thản, an lạc trước cái đau, cái bệnh của chúng ta, mà chúng ta không còn sợ hãi lo lắng nữa. Đó là cái câu hỏi của Thiện Huệ. Nhưng mà còn những câu khác thì chưa có trả lời hết. Nhưng mà vì không có thời gian đến giờ thầy dạy, nhưng mà thầy nghĩ rằng nếu mà trả lời hết đó, thì cái bài học của chúng ta kế tiếp đó, thì chúng ta học chưa hết. Nhưng mà cái học mà hỏi như vậy á, thì thầy thấy rất là hay, là vì nó làm sáng tỏ cho cái bài học chúng ta thêm, chúng ta biết cách tu tập. Nếu mà không có thầy nhắc thì không biết từng đó, rồi mình về mình nghĩ rồi cái bắt đầu mình theo cái bài đó, mình quán từ đầu chí cuối, mới có thọ lạc ăn có nó thèm ăn nữa, cái bắt đầu mình quán nào là thọ khổ thọ lạc, rồi bất thọ khổ bất thọ lạc, mình quán tùm lum hết, rồi sao mà thời gian tu vậy kiểu đó làm sao nó có hiệu quả được. Mình coi như là mình tu sai đó, mà mất thì giờ mình rất lớn, vì mình quán quá nhiều mình, cho nên mất thì giờ rất nhiều. Vừa rồi thầy dạy các thầy thì trên pháp quán pháp tu về thất giác chi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta học cái bài pháp trên pháp mà quán pháp với cái pháp bốn tứ đế, tức là bốn thánh đế đó, tứ diệu đế đó. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như thật tệ tri đây là khổ, như thật tệ tri đây là khổ tập, như thật tệ tri đây là khổ diệt, như thật tệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp,
hoại pháp. Hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hai sống quán tánh tận diệt trên các pháp, hai sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt bốn cái pháp, bốn thánh đế, tứ thánh đế, nó ở trên cái thân thọ tâm pháp của chúng ta mà quán xét. Vậy thì trên cái thân của chúng ta thì chúng ta đặt cái bốn thánh đế là cái pháp này, thì trong pháp mà bốn thánh đế này, tứ thánh đế, thì cái pháp đầu tiên nó khổ. Vậy thì chúng ta đặt nó trên cái thân của chúng ta xem coi cái khổ nó như thế nào. Bởi vì cái pháp tứ thánh đế nó nói khổ, rồi nó mới nói cái nguyên nhân khổ sinh ra khổ. Nó mới nói đến cái nguyên nhân mà diệt khổ, rồi con đường mà diệt khổ, thì nó bốn nói bốn cái thánh đế như vậy. Vậy thì bắt đầu chúng ta đưa cái pháp này lên trên bốn cái chỗ này mà chúng ta quan sát nè, chúng ta xem nó nè. Bây giờ xem thứ nhất là chúng ta đặt cái bốn cái pháp này ở trên cái thân của chúng ta. Vậy thì trên cái thân này là cái khổ đế nó chỗ nào, chúng ta tìm thấy được cái khổ của thân của chúng ta. Rồi trên cái tâm này nó khổ ở chỗ nào, chúng ta thấy được cái khổ đó. Rồi trên cái thọ của chúng ta, nó thấy cái khổ nó như thế nào, chúng ta quán xét từng cái thọ diễn biến, từng cái đau khổ, từng cái đau tới đứt ruột, đứt gan của chúng ta, đau tới cái sức chịu đựng cuối cùng của thân của chúng ta. Đó là chúng ta quán được cái thọ khổ đó. Thì cái khổ đó là cái khổ thánh đế mà Phật đã nói này. Cái bệnh là khổ. Vậy thì bây giờ cái thân này nó đang bệnh, nó đang nhức nhối, nó khổ sở. Vậy thì chúng ta quán xét lấy cái bốn thánh đế này mà đặt ở trên tứ niệm xứ này, mà quán xét bốn cái chỗ này do cái chỗ mà đau của cái thân này như thế nào. Do từ đó chúng ta mới thấu suốt được thân thọ tâm pháp nó đã có cái khổ của trong các pháp và trong cái thân thọ tâm pháp này. Ở đây Đức Phật nói chúng ta quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, không? Nghĩa là quán cái tánh sanh khởi của các pháp khổ, mà ở trên thân này quán sanh khởi của các pháp khổ. Thì cái thân của chúng ta là một cái pháp, mà cái tứ thánh đế là cái pháp để chỉ cho chúng ta ở trên cái thân này để quán cái pháp thân này. Cái thân này nó diễn biến cái sự, nó sanh khởi cái pháp khổ nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ trên cái thân này nó diễn biến cái sự khổ của một cái bệnh của thân. Bắt đầu sắp sửa nó sẽ nổi lên một cái mục rễ, thì trước đó nó phải làm cho chúng ta nhức nhối một chút xíu, hoặc là một cái dạng là chúng ta thấy nó mới đỏ sơ sơ ở ngoài da thôi, nó hơi sưng lên một chút xíu thôi. Đó là nó báo động cho chúng ta biết chỗ đó sắp sửa sẽ một cái mục. Rồi lần lượt cái đỏ nó lan dần ra, rộng ra, rồi nó mới nổ ư lên cái mục một, rồi nó mới làm nung mủ lên cái mục đó, rồi nó mới bể ra nó chảy. Cái sự diễn biến của một cái trạng thái, của một cái bệnh tật, nó làm cho chúng ta từ cái trạng thái mới đau, cho đến khi đau nhiều, cho đến khi mà bể cái mục, rồi nó giảm lần đến cái hết đau, rồi bắt đầu nó lành cái mục đó. Thì đó là cái sự sanh khởi của các pháp khổ. Các pháp khổ trên cái pháp thân của chúng ta, trên cái thân của chúng ta đó. Thì do trên cái thân chúng ta mới quán xét được cái khổ, cái pháp khổ. Cái pháp khổ không có nghĩa là cái thân, mà cái pháp để chỉ cho chúng ta biết rằng cái thân thọ tâm pháp chúng ta đang có đây, nó sẽ thọ lấy cái khổ như vậy đó. Bây giờ ở trên cái khổ thì chúng ta đặt cái chết ở trên cái thân này, hoặc đặt cái bệnh ở trên cái thân này để chúng ta xem thấy cái chết, cái bệnh nó sẽ khổ như thế nào đối với cái thân của chúng ta. Khi mà sự diễn biến nó, cái tánh sanh khởi của nó, trước khi mà nó sắp sửa chết nó phải làm sao, rồi sau khi nó chết nó phải làm sao, chúng ta quán xét, chúng ta nghĩ nó hành hạ chúng ta như thế nào, để đến khi mà chúng ta chết nó mới chấm dứt cái ngũ uẩn của nó, cái thọ khổ của nó. Rồi chúng ta sống quán tánh sanh diệt trên các pháp,
tức là trên cái các pháp này là thân thọ tâm pháp, đặt cái pháp khổ này mà chúng ta quán xét lại nó. Thí dụ như bây giờ cái tánh mà sân diệt của nó, thí dụ như bây giờ có một người họ lợi họ đánh nó trên vai thầy, ngay đó thầy nghe đau liền, mà khi một chút xíu thì nó lại lần lần nó hết đau, thì đó là cái tánh sân diệt của cái thọ, nó rồi cái nó hết đau luôn, nó không đau nữa. Thí dụ có một người lợi họ ngắt thầy, vừa ngắt thầy thì nghe cái cảm giác đau, đó là tánh sân của nó, rồi bắt đầu từ từ nó giảm dần dần cái cơn đau của cái ngắt này, lần lần có nó hết đau, và do đó nó diệt lần, thì chúng ta quán cái tánh sân khởi của cái pháp khổ, cho nên gọi là khổ đế, đó là cái thánh đế khổ mà chúng ta quán nó. Rồi cái diệt cái nguyên nhân tập đế đó, cái nguyên nhân mà nó tập hợp tất cả những cái nỗi khổ đó nó trở lại, do đó cái những cái nguyên nhân đó là như thế nào, do cái nguyên nhân đó là cái lòng ham muốn của chúng ta, cho nên nó tập hết các pháp đến. Cái pháp nào mà chúng ta ham muốn là nó đem đến cho chúng ta có. Ví dụ bây giờ chúng ta ham muốn cái băng này, cái đồng hồ, cái ca này, thì đó các pháp nó tập đến, nó sẽ khổ, làm khổ chúng ta đó. Thì bắt đầu bây giờ cái đồng hồ này hư hoặc ai lấy thì nó làm chúng ta khổ. Cái này móc hoặc là có người trộm hoặc là rớt bể chúng ta tiếc, thì đó tất cả những cái này đều nó tập trung làm cho cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta khổ. Nó mất của làm cho chúng ta tiếc, làm chúng ta thấy cho nên khi mà chúng ta biết Phật pháp rồi thì tất cả cái gì chúng ta cũng biết nó vô thường, cho nên vì vậy mà nó bể, nó mất, chúng ta thấy không buồn. Còn cái người mà đời chưa biết Phật pháp thì các thầy, các con nghĩ sao? Khi họ mất của họ có buồn không? Buồn. Nhưng mà đối chúng ta là người hiểu Phật pháp, chúng ta không buồn. Chúng ta thấy đó là vô thường, mọi vật đều vô thường. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt cái pháp ở trên đó mà chúng ta quán xét, cho nên chúng ta thấy tất cả mọi cái đều vô thường, cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta giải thoát. Do cái sự hiểu biết này, do cái sự mà đặt ở trên bốn cái chỗ này mà quán pháp, quán cái pháp tứ thánh đế thì làm cho chúng ta thấu rõ được cái khổ đó, cho nên do đó mà chúng ta không tập hợp nó lại. Nghĩa là không tập hợp tức là không ham muốn cái gì, mà không ham muốn thì tức là chúng ta không có gì, tức là chúng ta buông xả hết cái gì. Do đó chúng ta buông xả, không nhà, không cửa, không có gì hết, có ba y một bát để đi xin ăn thôi. Mà người ta thấy ông này sao mà coi tồi tệ quá, hèn hảo đi xin người khác ăn, nhưng mà không ngờ đó là một cái tâm trạng giải thoát vô cùng. Người ta không có gì, người ta làm sao người ta đau buồn, còn mình có vật này kia, có của cải tài sản, mình nói rằng mình sẽ hơn người, sẽ đầy đủ sung sướng hơn, mình có đầy đủ vật chất hơn, còn người ta không có gì hết, thua mình. Nhưng mà sự thật trong cái thua của một cái người mà tu sĩ đạo Phật thì cái giải thoát của người đó tuyệt vời. Còn trái lại một cái người mà giàu có của cải đầy đủ lại là cái người khổ, lại là cái người ở trong địa ngục mà không thấy. Ngày ăn một bữa người ta sống thấy thanh thản, ngày ăn ba bữa mà sống thấy khổ sở vô cùng. Đó là cái lấy cái pháp tứ diệu đế mà đặt lên trên đó để mà tu tập. Thì các con hiểu rằng ở đây thầy đã nói rằng tứ niệm xứ là cái nơi mà chúng ta tập trung tất cả các pháp lên để mà tu, để mà cho chúng ta thấm suốt. Cho nên ở đây khi mà viết ra thành sách thì không phải là giảng đơn sơ vậy đâu, thầy chỉ mong là các con nghe rồi các con hỏi thêm rồi thầy giải thích thêm. Còn cái phần mà viết ra thành sách thì để mà giảng cho rộng ra thì nó từng phần nhỏ, kêu là cách chia ra mỗi cái bài pháp này nó chia ra làm nhiều cái phần, nhiều cái đề mục, nhiều cái đề tiểu mục. Rồi những cái tiểu mục đó, ví dụ như bây giờ trên thân quán thân thì nó là cái tiểu mục, mà thân quán thân đó nó thuộc về bốn thánh đế, không? Còn bây giờ trên thọ mà quán thọ thì nó thuộc về bốn thánh đế, thì nó là một cái tiểu mục của nó, cho nên nó từ cái đại mục của nó là tứ diệu đế mà quán trên thân, trên tứ niệm xứ. Thì do đó cái mục lớn của nó, nhưng mà khi mà từng cái tiểu mục của nó nội cái này có thể nó trở thành một cái bài pháp, tuy rằng nó chưa đầy một trang giấy này, mà khi một cái người mà viết ra thành một cuốn sách đó, thì nội cái này người ta có thể viết ra thành cả trăm trang giấy. Cái bài pháp của Phật nó rất cô động, cho nên nó đòi hỏi ở cái sự mà quản diễn ra những cái ý của nó cho được đầy đủ, thì nội cái bài pháp tứ thánh đế mà chưa nói nó đặt ở trên thân để trở thành một cái pháp mà tu tập của chúng ta thì nó cũng đã là quá nhiều rồi. Đó, thì đến đây là chúng ta đã đặt được cái pháp tứ thánh đế trên tứ niệm xứ mà chúng ta tu tập. Bây giờ tiếp tục, này các thầy tỳ kheo, vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một hoặc hai quả vị sau này. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn có hữu dư y thì chứng quả niết bàn
bất hòa. Này các thầy tỳ kheo, không cần gì phải đến 7 năm. Một vị nào tu tập 4 niệm xứ như vậy, nghĩa là từ cái chỗ mà đầu cái bài học tứ niệm xứ mà chúng ta đặt các pháp lên mà chúng ta tu tập á, thì đương nhiên là chúng ta cái quả vị mà chúng ta tu tập để đạt được đó là chánh trí. Mà chánh trí thì hoàn toàn là chúng ta giải thoát được cái đời sống của chúng ta và cái cuộc sanh tử của chúng ta rồi. Ở đây thì cái quả vị nó là niết bàn. Nhưng cái gì mà chúng ta kẹt vào cái danh từ niết bàn á, thì nó bị còn dính có một cái chỗ mà để chúng ta về. Cho nên ở đây Phật không có dùng cái danh từ đó, mà chỉ dùng cái danh từ là bất hoàng, tức là chúng ta không trở lại cái thế gian này nữa, gọi là cái chứng của quả bất hoàng. Nếu chúng ta tu bốn niệm xứ mà đặt các pháp mà quán như vậy thì chúng ta sẽ không còn trở lại cái thế gian này nữa. Nghĩa cái cõi đời đau khổ này chúng ta không còn ở đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần phải đến 7 năm. Hồi nãy là Đức Phật nói 7 năm, nhưng bây giờ không cần đến 7 năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng được hai quả. Một là chánh trí, hai là hiện tại ở trong hữu dư y niết bàn. Trong hiện tại là tâm họ được giải thoát đó, và họ chứng quả bất hoàng, tức là không trở lại cái thế gian này nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần đến 1 năm. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai, nếu còn hữu dư y niết bàn thì chứng quả bất hoàng, nghĩa là họ không có trở lại đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần gì 7 tháng. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai, nếu còn hữu dư y thì họ chứng bất hoàng. Nếu bây giờ chúng ta còn hữu dư y, tức là chúng ta còn cái thân để mà sống đó. Cái từ mà hữu dư y đó, tức là còn có cái mà để mà chúng ta sống. Y là nương tựa, dư là thừa thải. Cho nên bây giờ chúng ta tu rồi, cái thân của chúng ta nó còn, nó chưa có chết, do đó gọi là hữu dư y. Thì cái trạng thái hữu dư y này nó thì chúng ta sẽ hoàn toàn, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ không trở lại cái thế gian này nữa, tức là bất hoàng, không có trở lại đây nữa. Này các thầy tỳ kheo, không cần nửa tháng. Một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai, nếu còn hữu dư y, tức là còn cái thân này, thì sẽ chứng quả bất hoàng, tức là họ sẽ không có trở lại cái thế gian này nữa. Này các thầy tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các thầy tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật. Ở đây các thầy thấy sau cùng thì Đức Phật xác định 7 năm, rồi lần lần Đức Phật thu ngắn lại cái thời gian ngắn lần. Nếu cái niềm tin của chúng ta, cái lòng nhiệt tâm tu hành của chúng ta, thì trong vòng, ở đây Đức Phật xác định cho chúng ta thấy bốn niệm xứ này trong 7 ngày thì chúng ta có thể chứng hai quả, nghĩa là còn lại cuối cùng đó là 7 ngày, mà người mà nỗ lực tu tập trong 7 ngày sẽ đạt được những cái quả vị như vậy đó, thì nó thoát khỏi những sự sầu não, vượt trừ những sự khổ ưu, thành tựu chánh trí đó. Thì cái lời mà Đức Phật xác định như vậy, thật sự trong 7 ngày mà chúng ta biết sắp xếp đúng pháp, đúng pháp, đúng cái hướng mà chúng ta tu tập, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Và sự ly dục ly ác pháp này á, mặc dù là chúng ta chưa có thực hiện được cái định lực, nhưng mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Cho nên trong 7 ngày mà chúng ta thực hiện thì ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Còn hôm nay thầy đã giảng các con, thầy đã cho các con rằng 3 tháng là các con sẽ ly dục ly ác pháp, và 3 tháng nữa thì các con sẽ thành tựu bốn loại thiền định và tam minh, các con sẽ thành tựu. Ở đây thì Phật nhắc chúng ta có 7 ngày thôi mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp hoàn toàn đó.
Bởi vì ở trên tứ niệm xứ nó có nó có tứ thánh định ở trên đó. Nhưng mà ở bên ở chỗ mà chúng ta tu tập đây á, thì các con thấy cái trong cái bài này Đức Phật chưa có nói tứ thánh định, phải không? Chưa có nói ở trên thân này mà tu tứ thánh định, mà chỉ nói chúng ta trên pháp quán pháp rồi tu chánh niệm tỉnh giác này kia, chứ chưa có nói, phải không? Chỉ có đem cái pháp bùa tựa, đem cái pháp là như là thất nhất chi, rồi cái pháp mà tứ diệu đế, bốn thánh đế đó, đem những cái pháp đó mà tu tập bảy giác chi nè, rồi đem cái pháp là ngũ uẩn nè, để đặt lên trên đó mà chúng ta tu tập nè. Chứ Đức Phật đâu có nói là chúng ta đặt sơ thiền nhị thiền ở trên này chúng ta tu tập đâu. Đức Phật không có nói cái điều đó đâu. Mà khi mà chúng ta đã tu tập cái này thì tâm chúng ta ly dục ly ác pháp rồi, thì tức là chúng ta đã có chánh trí rồi. Mà chánh trí và chúng ta lại không có biết được chắc chắn là mình không có trở lại cái thế gian này nữa, nghĩa là mình không tái sanh đi nữa. Thì con các con thấy cái nhân mà chúng ta đã làm chủ được cái đời sống của chúng ta, nó không phải đánh nhiễm tất cả các pháp đó, thì tức là ly dục ly ác pháp rồi. Do đó chúng ta đã giải thoát được cái tâm rồi. Còn bây giờ giải thoát cái thân đó, thì cái bài mà kế cái bài mà tứ niệm xứ này á, là cái định niệm hơi thở, thì Đức Phật sẽ xác định cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tu, phải tu từ những cái định để mà chúng ta tiến ở trên cái bốn cái niệm xứ này. Thì cũng đặt ở trên cái bốn cái niệm xứ này mà chúng ta tu tập, chứ đâu phải hoài bốn niệm xứ này được. Nhưng mà ở đây để mà cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để mà lìa những cái tâm ác, tâm dục, cho nên mới đặt những cái pháp này để mà chúng ta tu tập. Thì như vậy là chúng ta đã thấy cái giai đoạn mà tứ niệm xứ, cái giai đoạn đầu của nó để ly dục ly ác. Đến cái giai đoạn kế là từ bắt đầu từ cái định niệm hơi thở, tức là cái hành động nội ở trên thân mà quán thân hành động nội đó, thì đó là định niệm hơi thở. Cho nên ở đây các thầy thường hay bị cái linh tiên từ mà cái nghĩ rằng cái danh từ đó là chỉ một pháp, mà danh từ kia nghĩ qua, không ngờ là cái danh từ đó nó nói cái pháp đó, rồi cái danh từ khác nó cũng nói có cái pháp đó thôi. Nó trên thân quán thân tu về hành tướng nội, thì quý thầy cứ nghĩ đó là một cái tứ niệm xứ tu thôi, chứ không ngờ đó là cái định niệm hơi thở. Bởi vì hoài cái hơi thở này, hành tướng nội là cái gì, có phải là hơi thở của chúng ta không? Nếu là một cái người mà không có cái trí tuệ thì nghe trên thân quán thân tu về hành tướng nội thì họ chẳng biết là cái định gì hết. Cho nên khi mà kinh điển mà nguyên thủy này, mà nếu một người mà không tu, không có trí tuệ thật sự thì không triển khai nổi đâu. Cái tưởng tuệ không có tưởng ra nổi, không có tưởng nổi. Cho nên vì vậy mà họ triển khai tứ niệm xứ, thì hầu hết là quý thầy đã có nghiên cứu nó, thì quý thầy thấy là các nhà học giả họ không có triển khai ra được. Cho nên họ không thấy nó có những cái tên. Có khi nó có một cái pháp nó ba bốn tên nữa, mà nó chỉ có cái pháp đó thôi. Cho nên bây giờ thí dụ như trên cái tứ niệm xứ này, thì nó trên thân mà quán thân tu về hướng nội, thì người ta biết đó là cái định gì rồi, thì người ta biết là định niệm hơi thở. Vậy thì trên con đường mà định niệm hơi thở nó sẽ tu như thế nào? Cho nên ở đây chúng ta sẽ tiếp tục học về cái định niệm hơi thở. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà ly dục. Còn bây giờ cái giai đoạn, cái đường đi của giai đoạn mà của hơi thở, thì nó tiếp tục ở trên cái định niệm, cái tứ niệm xứ này, để nó thực hiện bốn thiền và nó làm chủ các pháp. Còn cái này là lấy các pháp mà Phật dạy để tập trung trên cái này, để tu, để cái tâm chúng ta ly dục đi a pháp. Cho nên chúng ta càng thấu rõ, có cái chánh trí là chúng ta làm thấu rõ được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân của chúng ta rất rõ ràng, trên thân tòa tâm pháp chúng ta. Cho nên lấy trên niệm xứ này mà chúng ta quán xét, lấy cái các pháp đặt ở trên tứ niệm xứ chúng ta tu, thì do đó cái tâm chúng ta ly dục ly a pháp, chúng ta không còn ham muốn cái thế gian này nữa. Đời không có gì nữa hết. Thầy nói bây giờ cho thầy nhà lầu xe hơi, cái gì thầy cũng không ham hết à. Cái đời này bây giờ không có cái gì mà tán dỗ thầy nổi nữa, vì thầy đã thấy nó rõ ràng lắm. Bởi vì đặt pháp ở trên đó, trên cái thân của thầy, thân thọ tâm pháp của thầy, thầy đã tu, cho nên thầy quán xét rồi, không có vật gì mà có thể mà xâm chiếm được cái tâm của thầy. Cho nên khi mà thông suốt rồi thì có bảy ngày suy ngẫm, có bảy ngày người ta bỏ sạch xuống hết, người ta không ham gì nữa. Bây giờ cuộc đời cũng còn có gì nữa, đời đâu có gì nữa. Còn bây giờ tuy là nghe thầy nói vậy, chứ thực thật ra các con chưa dám bỏ một cái gì hết à. Bây giờ thầy nói nhà con có một tủ sách này, con đâu có dám đốn nó đâu, con đâu có dám bỏ, con phải tiếc à. Còn đối với thầy, thầy nói đó là cái tập thường có gì. Cho nên thầy chẳng có tiếc một cái vật gì hết. Vì vậy mà tâm thầy nó rỗng rang, tâm thầy nó xả bỏ, nó thanh thản vô cùng. Còn các con bây giờ cái vật rất là nhỏ mọn, nhưng mà vì nó cần dùng cho các con thì các con bỏ. Còn cái người tu rồi họ đâu có cần dùng gì đâu, họ không cần dùng.
Bây giờ khát nước họ không có đồ, họ xuống dưới dòng suối họ bụng uống, họ không cần cái bình lọc nữa. Nếu mà cái nghiệp chết bây giờ uống vô chết họ cũng uống, nó không uống ngán nữa. Còn chúng ta là sợ chết cho nên phải lọc rồi sạch sẽ chứ để di trùng uống rồi nó chết queo rồi sao. Đó là cái chúng ta chưa có thấy, chưa có xả. Mà chúng ta cũng chưa thấu được cái đạo đế, cho nên chúng ta chưa có nhìn được cái nghiệp. Cái nghiệp tức là nhân quả đó, chánh nghiệp đó, các con nhớ chánh nghiệp, đó là cái nghiệp nhân quả đó. Cho nên chúng ta chưa thấu suốt được cái bát, cho nên bát chánh đạo là tám cái nẻo ở trong cái tứ diệu đế đó. Mà tứ diệu đế mà bát chánh não mà đặt bát chánh đạo mà chúng ta đặt ở trên cái thân thọ tâm pháp chúng ta để dùng cái bát chánh đạo đó để mà thực hiện, thì chúng ta đã thấy được cái nghiệp của nó quá rõ ràng. Ở đây coi như là thầy giảng sơ sơ đó, nghĩa là nói tổng quát vậy thôi chứ thì giờ không có. Chứ còn nếu mà nói ra từng cái bài pháp, một cái bài pháp của Phật ở trong cái bài kinh như thế này là các con thấy nó ngắn vậy nè, mà thầy nói quản diễn nó ra mà thành á thì nó trở thành một cuốn sách cả 200-300 trang, có thể 500 trang, một cái bài nhỏ vậy nè, biết bao nhiêu cái điều mà cần nói, một cái chữ ở trong đó có thể mà diễn tả ra cầu cả mấy cái trang giấy á. Cái danh từ của Phật dùng cái con này nè, thì các con thấy những cái bộ kinh của Phật mà đem một đống mà kinh sách này đó, thầy nói rằng một đống quá lớn, một bộ kinh như trong bộ này là 3 cuốn gì rồi, mà tương ưng thì 5 cuốn rồi, mà tất cả những các bộ kinh này là 5 bộ kinh như vậy rồi, thì các con thấy một đống kinh sách như vậy, mà những cái bài kinh tuy nó ngắn vậy chứ nó là nó minh mông của Phật muốn nói nó cái nghĩa mà tu tập nó minh mông lắm. Nào bây giờ thì các con học tiếp tục về cái định niệm hơi thở. Bởi vì cái định niệm hơi thở này là các con cũng biết xuất phát từ đâu rồi. Nghĩa là Đức Phật nói trên thân quán thân tu và tướng nội thì tức là tướng niệm xứ rồi chứ gì. Mà hành tướng nội là ở trong cái thân của các con, nội thân của các con là cái gì hành tướng, có phải là hơi thở không đó, cho nên đó là định niệm hơi thở rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang tu ở trên tứ niệm xứ chứ không phải là định niệm hơi thở nó hoài ra. Cho nên cái nhà học giả thì họ nói về cái pháp định niệm hơi thở thì đương nhiên nó không dính dấp gì với cái tứ niệm xứ hết. Bởi vậy họ là những người ngu cũng thấy cái hơi thở mà làm sao nó rời khỏi cái thân chúng ta ra mà tu, làm như ở cái hơi thở đâu ngoài đất hoặc là ở không gian họ lấy xuống họ tu. Cho nên cái đó là cái hiểu của nhà học giả, chứ không ngờ là cái hơi thở là ở trong thân của chúng ta. Mà cái hơi thở ở trong thân chúng ta thì cái tu hơi thở này là tức là ở trên thân mà quán thân tu về cái định niệm hơi thở chứ cái gì để mà chúng ta làm chủ những cái gì đây. Cho nên nương vào cái hơi thở thì nó có lợi ích rất lớn cho chúng sự tu tập của chúng ta. Đây thì các con thấy từ đem các pháp đặt ở trên đó để mà quán rồi thì đó là thuộc về niệm vô lậu. Mà bây giờ tu về cái hành động đây nè, tức là hành động nội này. Định niệm hơi thở. Hơi thở ra này các thầy tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Và này các thầy tỳ kheo, tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào làm cho sung mãn, thế nào thời có quả lớn, có lợi ích lớn. Nghĩa là tu tập như thế nào để mà cho nó có quả lớn, tức là nó có kết quả cho chúng ta liền. Thì ngay ở trên cái thân này chúng ta đã đặt cái pháp định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập nó đây, làm cho cái thân của chúng ta, làm cho cái thân nội, cái hành động nội của chúng ta nó thanh tịnh, nó làm cho chúng ta có những cái đạo lực, cái quyền lực để mà chúng ta sai khiến mọi cái làm chủ mọi cái sự việc này. Ở đây này các thầy tỳ kheo đi đến một khu rừng, hay đi đến một gốc cây, hay đi đến một căn nhà trống. Bắt đầu Đức Phật muốn dạy chúng ta tu định niệm hơi thở thì phải tìm cái nơi yên tĩnh á, cái mục đích là tìm cái nơi yên tĩnh á, chứ đừng có nơi mà động, cái nơi mà họp chợ, cái nơi mà tập trung nhau nói chuyện á thì tu cái định niệm hơi thở không có được đâu. Tu cái định mà vô lậu á thì cái chỗ nào Đức Phật cũng không có nhắc chúng ta vào ở trong rừng hoặc là đi đến cái khu rừng hay gốc cây, mà tới cái định mà hơi thở thì Đức Phật nhắc chúng ta phải đi tìm cái khu rừng, cái gốc cây rồi. Nó khác đó các thầy. Bởi vì khi mà chúng ta cũng trên thân quán thân mà đặt cái pháp mà tứ thánh đế thì Đức Phật không có bảo chúng ta vào rừng. Muốn ở chỗ nào ngồi chúng ta ngồi sao cũng được hết. Nhưng mà khi mà bảo chúng ta tu về cái hơi thở thì Đức Phật bảo chúng ta đi vào rừng, đi kiếm cái nơi thanh vắng, cái nhà tắm ai bỏ đó, chúng ta vào đó. Rồi chúng ta ngồi kiết già lưng thẳng lên. Đức Phật xác định cho chúng ta rõ mà. Còn bây giờ mà nếu mà Đức Phật dạy về hơi thở mà Đức Phật không có bảo vậy thì chúng ta ngồi giữa chợ chúng ta tu thì chắc cũng được cái gì. Nhưng mà Đức Phật thấy cái đó không đúng cho nên Đức Phật đâu có dạy chúng ta. Cho nên có nhiều người nó tu giữa chợ, thật sự ra cái sự tu giữa chợ đó nó chưa, cái pháp nào mà tu giữa chợ mà cái pháp nào mà tu nó không phải giữa chợ. Ở đây thì cái pháp hơi thở hoàn toàn là phải nói là tu không có ở ngoài chợ mà được mà tu đâu.
Nhưng mà cái định vô lậu thì có thể tu được, nhưng mà định niệm hơi thở thì không thể được. Cho nên ở đây là Phật đã nhắc nhở mình rất nhiều là cái chỗ mà phải đi tìm một khu rừng vắng, một gốc cây, một cái ngôi nhà trống, rồi mình phải ngồi cái lưng thẳng, ngồi kiết già mà lưng thẳng. Đó. Thì đó là những cái quan trọng của khi mà trước khi mà chúng ta chuẩn bị để tu tập cái hơi thở. Thì bắt đầu ở chúng ta quán cái gì? Nghĩa là chúng ta đã thông suốt hết, đã xả được cái tâm của mình rồi, mà sợ nó còn những cái gì mà nó chưa có được yên tĩnh, tức là mình ngồi lại mà cái tâm mình nó còn phóng ra cái niệm vọng tưởng. Cho nên mình nhắc cái tâm ly của mình, tâm từ bỏ của mình để mình xả ra. Thì Đức Phật bắt đầu quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập, quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra. Nó rõ ràng là bây giờ đó mình ngồi lại để mình gạn lọc coi cái tâm mình xả coi nó sạch hết. Nếu mà nó sạch thì mình nhiếp tâm vô thì cái tâm nó quy vô liền, nó không còn cái niệm gì hết. Mà nó còn cái niệm thì tức là quán từ bỏ. Mà bây giờ mình thấy nó còn cái vọng tưởng nè, thì tức là mình phải quán từ bỏ, mà nương theo cái hơi thở để mà quán từ bỏ nó. Thì do đó nó không còn vọng tưởng nữa. Nó cái thức như vậy đó, nó mới hết vọng tưởng. Chứ còn không khéo, mà đây là người ta đã ly dục ly ác pháp rồi, bắt đầu người ta mới tiếp tới cái bài kế đó là người ta tu định niệm hơi thở. Còn mình chưa có ly dục ly ác pháp mà nhảy vô trong thất mà ngồi, mà khinh chân mà ngồi, mà hít thở thở kiểu đó là mai mốt nó nghẹt thở mà chết đâu có sống được. Thì trong cái vấn đề tu tập thì mình phải hiểu từng cái bước, từng cái giai đoạn. Nghĩa là nói chung cái người mà muốn tu về định niệm hơi thở này là phải trải qua tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ để xả cái tâm cho tâm đã. Đem các pháp mới thấy đời khổ. Cho nên vì vậy mà gì mà dạy sai không có tư từ căn bản, cho nên hầu hết là quý thầy thấy đời còn đẹp, cho nên thấy cái gì đời nó cũng còn tốt, cho nên không có xả bỏ được nó. Tuy rằng xả bỏ mà xả bỏ có phân nửa, còn phân nửa thì vẫn thấy